Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta tiếp tục xem một trong những mẫu SUV đáng chờ đợi nhất của những tín đồ Toyota Lexus. Vậy chúng ta nên chọn gì hay nên bình luận gì từ những thông tin về giá và mẫu xe này? Bạn chờ Toyota New Prado 2025 hay đặt cọc luôn Lexus GX550 từ bây giờ? Hãy để lại bình luận và ý kiến nhé! Biết đâu hãng sẽ tiếp thu ý kiến bạn và thay đổi chính sách giá thì sao? Cái tên Lexus GX, nó gần như đi sâu vào tâm trí của những thế hệ 6X và 7X của Việt Nam. Còn các thế hệ 8X hay 9X thì có lẽ xe Đức nhiều hơn. Vậy Lexus GX mới 2025 có gì nào? Lexus GX thế hệ mới được ra toàn cầu vào đầu tháng 6 năm 2023 và chỉ hơn 2 tuần sau khi ra mắt, mẫu SUV hạng sang đã được một số đại lý nhập khẩu tư nhân Việt Nam nhận đặt cọc. Lexus GX 2024 sẽ là bản cập nhật lớn đầu tiên sau 14 năm của hãng. Triết lý của Lexus GX 2024 không thay đổi, đó là một chiếc SUV mạnh mẽ. Và sau 14 năm, Lexus GX 2024 đã tái sinh với thiết kế hoàn toàn khác biệt so với phiên bản tiền nhiệm. Xe có tên gọi chính thức là GX550 thay vì GX460 như người tiền nhiệm, và khách hàng có 6 phiên bản để lựa chọn là Premium, Premium Cộng, Luxury, Luxury Cộng, Overchill và Overchill Cộng. Giá dự kiến từ 6,95 tỷ đồng cho bản tiêu chuẩn và 7,4 tỷ đồng cho bản mới nhất. Là xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ. Còn thông tin từ chính hãng thì mẫu GX mới sẽ có giá hơn 6 tỷ đồng thôi. Trang bị đồ chơi thì thường sẽ ít hơn một chút so với nhập từ thị trường ngoài. Lexus GX đời 2024 được phát triển trên nền tảng Body on Frame TNGAF, tương tự Land Cruiser 300 và Lexus LX 600. Các kích thước dài, rộng, cao của xe lần lượt là 5005mm, 2114mm, 1915-1935mm, chiều dài cơ sở 2850mm. So với thế hệ tiền nhiệm, xe dài hơn 125mm, rộng hơn 229mm và cao hơn 30-50mm, đồng thời chiều dài cơ sở tăng thêm 61mm. So với người tiền nhiệm, Lexus GX 2024 trông vuông vức và nam tính hơn một chút. Phần đầu xe có lưới tản nhiệt hình con suốt đã được điều chỉnh để phân biệt với các sản phẩm hiện tại của Lexus. Đèn LED định vị ban ngày hình chữ L. Phần capo được mở rộng và hơi gợi nhớ đến Range Rover thế hệ trước. Cản trước sơn cùng màu với ốp bảo vệ và thân xe trang bị đèn sương mù LED. Nhìn từ bên hông, những khối vuông vức của vòng bánh xe thể hiện phong cách mạnh mẽ và nam tính. Đường chân kính xe được chia thành hai tầng rõ rệt. Lexus GX 2024 được trang bị gương chiếu hậu cỡ lớn theo phong cách FJ Cruiser. Lexus GX thế hệ mới bộ mâm được trang bị 3 kích thước 18, 20 và 22 inch cùng thiết kế đa dạng. Đáng chú ý, hai phiên bản Overchill trang bị vành hợp kim 18 inch, lốp chạy địa hình 33 inch, đèn sương mù góc trước và ốp gầm màu xám dưới cản trước, sau. Đuôi xe Lexus GX 2024 theo phong cách thường thấy của các mẫu xe Lexus mới, nổi bật với thiết kế tối giản với dải đèn chạy ngang đuôi xe nổi bật. Cửa kính sau có thể đóng mở độc lập, cửa cốp được chuyển sang cơ cấu nâng hạ bằng điện thay vì mở ngang như mẫu cũ. Lexus GX 2024 sở hữu nội thất vô cùng sang trọng, hiện đại và đầy tiện nghi. Xe có hai cấu hình ghế, bao gồm 6 chỗ và 7 chỗ. Với bản 6 chỗ sẽ được trang bị hai ghế thương gia ở giữa. Ghế của xe được bọc bằng chất liệu da semi-anilin và Dulux màu đen, xám hoặc nâu. Đối với phiên bản Overchill có thể kết hợp các màu sắc như đen xanh hoặc nâu xanh. Hệ thống ghế trên xe bọc bằng chất liệu da semi-anilin và Dulux màu đen, xám hoặc nâu. Mẫu SUV hạng sang này cũng được trang bị ghế trước sưởi ấm, thông gió tiêu chuẩn, với sưởi hàng ghế sau là trang bị tùy chọn.
chưa dừng lại ở đó, Lexus GX 2024 sở hữu một bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 14 inch, hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto không dây và màn hình hiển thị thông tin kính lái hút tùy chọn. Dù sử dụng màn hình trung tâm lớn nhưng Lexus GX 2024 vẫn giữ lại hai núm xoay để chỉnh nhiệt độ và âm lượng. Tính năng an toàn của Lexus GX 2024 nổi bật với gói công nghệ Lexus Safety Sense 3.0 gồm chức năng ga tự động thông minh, cảnh báo va chạm trước, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cảnh báo trạch làn đường, đọc biển báo. Dưới nắp capo của Lexus GX thế hệ mới là động cơ xăng V6 3.4 lít tăng áp kép công suất 349 mã lực và mô men xoắn 650 Nm đi kèm hộp số tự động 10 cấp. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của xe là 23,52 lít trên 100 km. Trong tương lai, Lexus sẽ cung cấp nhiều phiên bản hybrid hơn. Xe sử dụng hệ thống treo tay đằng trước, hệ thống treo sau là loại liên kết đa điểm. Hệ thống treo biến thiên thích ứng với giảm xóc chủ động dạng tùy chọn. Kết hợp với khối động cơ trên, có hệ dẫn động 4 bánh vĩnh viễn và khóa vi sai trung tâm chống trượt Torsen tiêu chuẩn. Hộp số phụ điều khiển điện tử giúp việc chuyển đổi giữa hai chế độ cầu nhanh 4 giờ và cầu chậm 4L nhanh hơn trước. Ngoài ra, phiên bản Overtrail còn được trang bị khóa vi sai cầu sau.